Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 23. Khi Đức Giê-hô-va ban sự an nghỉ cho Israel từ lâu rồi, giải cứu họ khỏi các thù nghịch ở bốn phía và Giô-suê đã già, tuổi tác cao, thì người gọi cả Israel, các trưởng lão, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng mà nói rằng: Ta là lão già, đã cao tuổi rồi. Các ngươi đã thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho những dân tộc này mà Ngài bắt quy phục các ngươi. Vì ấy là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã chiến đấu cho các ngươi. Kìa, tùy theo chi phái, ta đã bắt thăm, cấp cho các ngươi làm sản nghiệp xứ chưa đánh lấy và xứ của những dân tộc mà ta đã diệt, từ sông Giô-đanh cho đến biển lớn về phía mặt trời lặn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đuổi và cất dân ấy khỏi trước mặt các ngươi, và các ngươi sẽ nhận được xứ nó y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán. Vậy hãy vững lòng gìn giữ làm theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp của Môi-se, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả. Chớ nên xen lộn cùng các dân tộc này còn ở lại giữa các ngươi, chớ xưng đến danh các thần chúng nó, chớ biểu ai bắt các thần ấy mà thề, chớ hầu việc và đừng quỳ lại trước các thần đó. Nhưng phải chiếu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi y như các ngươi đã làm đến ngày nay, vì Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt các ngươi những dân tộc lớn và cường thạnh, và đến ngày nay chẳng ai đứng nổi trước mặt các ngươi. Một người trong các ngươi đuổi được đến ngàn người của chúng nó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là đấng chiến đấu cho các ngươi y như Ngài đã phán. Vậy hãy cẩn thận lấy mình đặng kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Vả nếu các ngươi trở lòng và hiệp với phần còn lại của các dân tộc này ở giữa các ngươi, nếu các ngươi làm xui gia cùng chúng nó, hoặc các ngươi xen vào cùng chúng nó và chúng nó cùng các ngươi, thì phải biết rõ ràng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chẳng còn cứ đuổi những dân tộc này khỏi trước mặt các ngươi nữa, nhưng chúng nó sẽ làm lưới và bẫy cho các ngươi, làm roi đánh nơi hông, làm chông gai chích trong mắt, cho đến chừng nào các ngươi bị diệt mất khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Này, ngày nay ta sẽ đi đường cả thế gian phải đi. Vậy hãy hết lòng hết ý nhận biết rằng trong các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán về các ngươi, chẳng có một lời nào sai hết, thảy đều ứng nghiệm cho các ngươi. Thật, chẳng một lời nào sai hết. Vả hễ các lời lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán được ứng nghiệm cho các ngươi thế nào, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ làm ứng nghiệm những lời hăm dọa của Ngài trên các ngươi thế ấy, cho đến chừng Ngài diệt các ngươi khỏi xứ tốt đẹp này mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã ban cho. Nếu các ngươi bội giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã dặn biểu, nếu các ngươi đi hầu việc các thần khác và quỳ lại trước chúng nó, thì cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ nổi phừng cùng các ngươi, và các ngươi bị diệt mất liền khỏi xứ tốt đẹp mà Ngài đã ban cho. Chương 24. Giô-suê bèn nhóm hiệp các chi phái Israel tại Si-chem và gọi các trưởng lão Israel, các quan trưởng, các quan xét và các quan tướng. Họ đều ra mắt trước mặt Đức Chúa Trời. Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel có phán như vậy: Tổ phụ các ngươi là Tha-rê, cha của Abraham và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông và hầu việc các thần khác. Nhưng ta chọn Abraham tổ phụ các ngươi từ phía bên sông, khiến người đi khắp xứ Canaan, ban Y-sác cho người và làm cho dòng dõi người sanh sản nhiều thêm. Ta ban Gia-cốp và Ê-sau cho Y-sác, rồi ban núi Sê-i-rơ cho Ê-sau làm sản nghiệp. Còn Gia-cốp và các con trai người đều đi xuống xứ Ê-díp-tô. Kế đó, ta sai Mô-sê và A-rôn dùng các phép lạ làm ra giữa xứ Ê-díp-tô mà hành hại nó. Đoạn ta đem các ngươi ra khỏi đó.
ta bèn đem tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập và các ngươi đi đến biển. Người Ai Cập dùng xe binh và lính kỵ mà đuổi theo tổ phụ các ngươi đến biển đỏ. Bây giờ, tổ phụ các ngươi kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Ngài bèn giáng sự tối tăm giữa các ngươi và dân Ai Cập, dẫn nước biển lấp trên mình chúng nó, và mắt các ngươi đã thấy điều ta đã làm cho người Ai Cập, và các ngươi có ở lâu ngày trong đồng vắng. Kế đó, ta dẫn các ngươi vào xứ dân Amorit ở bên kia sông Giô-đanh. Chúng nó chiến đấu cùng các ngươi, và ta có phó chúng nó vào tay các ngươi. Các ngươi chiếm xứ chúng nó làm sản nghiệp, và ta đã diệt chúng nó khỏi trước mặt các ngươi. Balak, con trai Sếp-bô vua Mô-áp, chổi dậy chinh chiến với Israel, sai đòi Ba-la-am con trai Bê-ô đặng rủa sả các ngươi. Nhưng ta không muốn nghe Ba-la-am, vì vậy người buộc phải chúc phước cho các ngươi, và ta giải cứu các ngươi khỏi tay Ba-lát. Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, thì các ngươi đến thành Jericho. Người Jericho, dân Amorit, dân Pheresit, dân Canaan, dân Hê-tít, dân Gi-rê-ga-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-sít chiến đấu cùng các ngươi, và ta phó chúng nó vào tay các ngươi. Ta sai ông lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như hai vua dân Amorit. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi. Ta ban cho các ngươi đất mà các ngươi không có cày, những thành mà các ngươi không có xây, và các ngươi ở đó, những vườn nho và cây olive mà các ngươi không có trồng, để dùng làm vật thực cho các ngươi. Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín. Hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông và tại xứ Ai Cập. Phải phục sự Đức Giê-hô-va. Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở. Nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Dân sự bèn đáp rằng, chúng tôi quyết hẳn không lìa bỏ Đức Giê-hô-va mà hầu việc các thần khác. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng tôi. Ấy chính Ngài đã đem chúng tôi và tổ phụ chúng tôi lên khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Ngài đã làm trước mặt chúng tôi những phép lạ này và phù hộ chúng tôi, hoặc trọn dọc đường đi, hoặc trong các dân mà chúng tôi trải qua. Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt chúng tôi các dân tộc và dân Amorit vốn ở trong xứ. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ phục sự Đức Giê-hô-va, bởi Ngài là Đức Chúa Trời của chúng tôi. Giô-suê nói cùng dân sự rằng, các ngươi không đủ sức phục sự Đức Giê-hô-va, vì là Đức Chúa Trời Thánh, Đức Chúa Trời Kỵ Tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Nếu các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va đi hầu việc các thần ngoại bang, thì Ngài sẽ trở lòng giáng họa cho các ngươi sau khi đã làm ơn cho các ngươi. Dân sự bèn nói cùng Giô-suê rằng, không đâu, vì chúng tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Vậy Giô-suê nói cùng dân sự rằng, các ngươi làm chứng lấy cho mình rằng chính các ngươi đã chọn Đức Giê-hô-va để phục sự Ngài. Dân sự đáp rằng, chúng tôi làm chứng về điều đó. Vậy bây giờ, hãy cất các thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi đi. Hãy xây lòng về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời Israel. Dân sự đáp cùng Giô-suê rằng, chúng tôi sẽ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi và nghe theo tiếng Ngài. Như vậy, trong ngày đó, Giô-suê lập giao ước cùng dân sự và truyền cho họ một luật pháp và điều răn tại Si-chem. Đoạn, Giô-suê chép các lời này trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Kế đó, người lấy một hòn đá lớn dựng tại đó ở dưới cây giẻ bột gần nơi thánh của Đức Giê-hô-va. Rồi Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng, kìa, hòn đá này sẽ dùng làm chứng cho chúng ta, vì nó có nghe mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng chúng ta. Nó dùng làm chứng cho các ngươi, e các ngươi bỏ Đức Chúa Trời mình chăng? Đoạn Giô-suê cho dân sự trở về, ai nấy đều về trong sản nghiệp mình. Sau các việc ấy, Giô-suê, con trai Nun tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110. Người ta chôn người trong địa phận đã bắt thăm về người tại Thim-nát-Sê-rách ở trên núi Ê-phra-im
về phía bắc núi Ga-ết. Israel phục sự Đức Giê-hô-va trọn lúc sanh tiền của Giô-suê và các trưởng lão mà biết mọi việc Đức Giê-hô-va đã làm vì Israel. Hài cốt của Joseph mà dân Israel đã dời từ xứ Ai Cập thì người ta chôn ở Sichem trong đồng ruộng Gia-cốp mua của con cháu Hê-mô cha Sichem giá 100 miếng bạc. Con cháu Joseph được hài cốt đó làm sản nghiệp. Eleasa, con trai Aaron cũng qua đời. Người ta chôn tại Gibeat Phinea mà Phinea, con trai người, đã được ban cho trong núi Ephraim. Thi Thiên 77. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phát tiếng hướng cùng Đức Chúa Trời, Ngài ắt sẽ lắng tai nghe. Trong ngày gian truân tôi tìm cầu Chúa, ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi. Linh hồn tôi không chịu an ủi, tôi nhớ đến Đức Chúa Trời bèn bồn chồn, than thở và thần linh tôi sờn mỏi. Chúa giữ mí mắt tôi mở ra, tôi bị bối rối không nói được. Tôi suy nghĩ về ngày xưa, về các năm đã qua. Ban đêm tôi nhắc lại bài hát tôi suy gẫm trong lòng tôi và thần linh tôi tìm tòi kỹ càng. Chúa há sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài há chẳng còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ Ngài há dứt đến mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài há không thành đời đời sao? Đức Chúa Trời há quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài há có khép lòng thương xót ư? Tôi bèn nói, đây là tật nguyền tôi, nhưng tôi sẽ nhớ lại các năm về tay hữu của Đấng Chí Cao. Tôi sẽ nhắc lại công việc của Đức Giê-hô-va, nhớ đến các phép lạ của Ngài khi xưa, cũng sẽ ngẫm nghĩ về mọi công tác Chúa, suy gẫm những việc làm của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, con đường Chúa ở trong nơi thánh, có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Chúa dùng cánh tay mình mà chuộc dân sự Ngài, tức là con trai của Gia-cốp và của Giô-sép. Hỡi Đức Chúa Trời, các nước đã thấy Chúa, các nước đã thấy Chúa bèn sợ, những vực sâu cũng rúng động. Các mây đổ ra nước, bầu trời vang ra tiếng và các tên Chúa bay đây đó. Tiếng sấm Chúa ở trong gió chốt, chớp nhoáng soi sáng thế gian, đất bèn chuyển động và rung rinh. Con đường Chúa ở trong biển, các lối Chúa ở trong nước sâu, còn các dấu bước Chúa không ai biết đến. Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên. Chương 12. Có lời Đức Giê-hô-va lại phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ngươi ở giữa nhà loạn nghịch, chúng nó có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì ấy là nhà loạn nghịch. Vậy hỡi con người, ngươi khá sửa soạn đồ vật dời đi, và dời đi giữa ban ngày cho chúng nó xem. Trước mắt chúng nó, hãy từ nơi ngươi ở mà dời đi chỗ khác. Chúng nó dầu là nhà loạn nghịch, có lẽ sẽ nghĩ lại chăng? Ngươi khá đem đồ vật mình như đồ vật của kẻ dời đi giữa ban ngày trước mắt chúng nó. Chính mình ngươi ra đi về buổi chiều trước mắt chúng nó như kẻ đi đài. Cũng ở trước mắt chúng nó, ngươi khá xoay một cái lỗ qua tường, rồi từ lỗ đó đem đồ vật ra. Trước mắt chúng nó, ngươi để đồ vật lên vai và đem đi lúc trời tối. Ngươi khá che mặt, đặng không thấy đất này, vì ta đã đặt ngươi làm một dấu cho nhà Israel. Ta làm theo lời Chúa đã phán dặn, mang đồ vật đi giữa ban ngày như đồ vật kẻ dời đi. Đến chiều, ta lấy chính tay mình mà soi tường. Ta đem đồ vật đi trong lúc tối và vác trên vai ta trước mắt chúng nó. Sớm mai, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, nhà Israel là nhà loạn nghịch ấy, há chẳng từng hỏi ngươi rằng, ngươi làm gì? Hãy trả lời cho chúng rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Gánh nặng này chỉ về vua trong Giê-ru-sa-lem cùng cả nhà Israel ở trong đó. Ngươi khá nói rằng, ta là điềm cho các ngươi. Chúng nó sẽ gặp điều như ta đã làm, sẽ đi đày, sẽ đi làm phu tù.
vua giữa chúng nó sẽ vác trên vai mình mà đi ra trong lúc tối. Chúng nó sẽ đục lỗ qua tường để mang đồ ra. Người sẽ che mặt, vì mắt người sẽ không thấy đất này. Ta cũng sẽ giăng lưới ta trên người, người sẽ mắc vào bẫy ta, và ta sẽ đem người qua Babylon là đất của người canh đê. Nhưng người sẽ không thấy đất ấy, dầu chết tại đó. Những kẻ ở xung quanh người để giúp người và các đạo binh người, thì ta sẽ làm cho tan ra mọi gió, và ta sẽ tuốt gươm mà đuổi theo. Khi ta làm tan tác chúng nó trong các dân tộc và rải ra trong các nước, chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Dầu vậy, ta sẽ chừa lại một số ít trong chúng nó thoát khỏi gươm dao, đói kém, ôn dịch, đặng chúng nó có thể thuật lại mọi sự gớm ghiếc của mình trong các dân mà chúng nó sẽ đến ở, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Đoạn có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: Hỡi con người, ngươi khá ăn bánh trong sự kinh khủng, uống nước với sự run rẩy và sợ hãi. Ngươi khá nói cùng dân trong đất rằng: Này là điều mà Chúa Giê-hô-va phán về dân cư Giê-ru-sa-lem, về đất của Israel. Chúng nó sẽ ăn bánh trong sự sợ hãi và uống nước trong sự kinh khủng, đặng đất này bị hoang vu, mất hết của cải bởi cớ sự cường bạo của cả dân cư đó. Các thành đông dân sẽ trở nên gò đống, đất sẽ bị hoang vu, và các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng: Hỡi con người, các ngươi có một lời tục ngữ trong đất của Israel rằng: Những ngày kéo dài, mọi sự hiện thấy chẳng ứng nghiệm. Lời ấy nghĩa là gì? Ấy vậy, hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ làm cho lời tục ngữ ấy dứt đi, không ai dùng nó làm tục ngữ nữa trong Israel. Song khá nói cùng chúng nó rằng: Những ngày gần đến, mọi sự hiện thấy hầu ứng nghiệm. Thật, sẽ chẳng còn có một sự hiện thấy nào là giả dối, hoặc một sự bói khoa nào là A-dua trong nhà Israel. Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta sẽ nói, và lời ta nói sẽ làm thành, không hoãn lại nữa. Hỡi nhà loạn nghịch, ấy là đang ngày các ngươi mà ta sẽ rao lời tiên tri và sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: Hỡi con người, nhà Israel có kẻ nói rằng: Sự hiện thấy của người này thấy là chỉ về lâu ngày về sau, và người nói tiên tri về thời còn xa. Vậy nên hãy nói cùng chúng nó: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Chẳng có lời nào của ta sẽ hoãn lại nữa, song lời ta nói sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 13. Có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch cùng các tiên tri của Israel là những kẻ đang nói tiên tri, và hãy bảo cho những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khốn cho những tiên tri dạ dột, theo thần riêng mình mà chưa từng thấy gì cả. Hỡi Israel, các tiên tri ngươi cũng như những con cáo trong chốn hoang vu. Các ngươi chưa lên nơi phá tan và không xây tường cho nhà Israel đặng đứng vững trong cơn chiến trận nơi ngày Đức Giê-hô-va. Chúng nó đã thấy sự phỉnh phờ và sự bói khoa giả dối. Chúng nó nói rằng: Đức Giê-hô-va phán. Song Đức Giê-hô-va đã không sai chúng nó, và chúng nó khiến người ta mong cho lời mình được ứng nghiệm. Khi ta chưa từng phán mà các ngươi nói rằng Đức Giê-hô-va có phán, vậy các ngươi há chẳng thấy sự hiện thấy phỉnh phờ và nói sự bói khoa giả dối hay sao? Vậy nên Chúa Giê-hô-va có phán như vậy: Vì các ngươi nói những lời giả dối, thấy những sự phỉnh phờ, này ta nghịch cùng các ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Tay ta sẽ nghịch cùng những tiên tri thấy sự hiện thấy phỉnh phờ, bói những sự giả dối. Chúng nó
sẽ không dự vào hội bàn dân ta nữa, không được ghi vào sổ nhà Israel nữa, và không vào trong đất của Israel. Các ngươi sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. Thật vậy, bởi chúng nó lừa dối dân ta mà rằng bình an mà chẳng có bình an chi hết. Khi có ai xây tường, này, chúng nó trét vôi chưa sùi bọt lên. Hãy nói cùng những kẻ trét vôi chưa sùi bọt rằng tường ấy sẽ xiêu đổ, mưa to sẽ xảy đến. Hỡi mưa đá lớn, bay sẽ sa xuống và gió bão sẽ xé rách nó. Này, khi tường sụp xuống, người ta há chẳng nói cùng các ngươi rằng chớ nào vôi mà các ngươi đã trét trên tường ở đâu? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: ta sẽ nhân giận khiến gió bão xé rách nó, ta sẽ nhân cơn thạnh nộ sai mưa dầm đến, và nhân sự tức giận sai mưa đá lớn phá diệt nó. Cũng vậy, ta sẽ dỡ cái tường mà các ngươi đã trét vôi chưa sùi bọt, xô nó suốt đất đến nỗi chân nền bày ra. Tường sẽ đổ, các ngươi sẽ bị diệt giữa nó và biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ làm trọn cơn giận nghịch cùng tường và kẻ trét vôi chưa sùi bọt như vậy. Và ta sẽ nói cùng các ngươi rằng tường chẳng còn nữa, kẻ trét vôi cũng vậy, tức là các tiên tri của Israel nói tiên tri về Jerusalem, xem sự hiển thấy bình an cho thành ấy mà không có bình an. Chúa Giê-hô-va phán vậy: hỡi con người, ngươi khá xây mặt nghịch cùng các con gái của dân ngươi là những kẻ nói tiên tri bởi lòng riêng mình, và ngươi khá nói tiên tri nghịch cùng chúng nó. Bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: khốn cho những đàn bà vì mọi cùi tay may gối và y theo tầm thước mà làm khăn cho đầu để săn linh hồn. Ủa kìa, các ngươi muốn săn linh hồn dân ta và giữ linh hồn nó để làm lợi cho mình hay sao? Các ngươi vì mấy nhắm mạch nha, mấy miếng bánh mà làm nhục giữa dân ta. Các ngươi nói dối dân ta là kẻ nghe lời dối trá các ngươi, để mà giết những kẻ không đáng chết, cho sống những kẻ không đáng sống. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này, ta ghét những cái gối của các ngươi, vì bởi đó các ngươi săn linh hồn như đánh bẫy chim. Ta sẽ xé ra khỏi cánh tay các ngươi và thả linh hồn mà các ngươi đã săn như chim bay đi. Ta cũng sẽ xé khăn các ngươi, cứu dân ta ra khỏi tay các ngươi. Chúng nó sẽ không ở trong tay các ngươi để bị săn nữa. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì các ngươi lấy sự dối trá làm buồn lòng kẻ công bình mà ta chưa từng làm cho lo phiền, và các ngươi làm mạnh tay kẻ dữ đặng nó không xây bỏ đường xấu mình để được sống, vì cớ đó các ngươi sẽ không thấy sự hiện thấy phỉnh phờ và không bói khoa nữa. Ta sẽ cứu dân ta thoát khỏi tay các ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch, bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại,
tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.